Hả? Hơn không Nam? Không, hơn là hơn. Khai sinh là Hương nhưng mà tên là Lý Hương. Ông nào bằng tuổi ông Lâm? Kém ông Tâm một tuổi sao? Ông Hợi 63. Không biết ông này bao nhiêu sao mấy? Sướng mà. Bà Hiền đây ở nhà hả ông? Bà Lương thì vất vả, quá vất vả. Ông Đạt này, à ông Giác này, chú Huê xin bao nhiêu nhỉ? Bà Nương không vất vả nữa. Tao biết bà Lương từ bé nên trước mẹ xúc lạc xúc ngô tao làm. Thế có vất vả không? Sao làm máy sắt đi, có vất vả không? Làm nhà bà Lương làm máy sắt có gì vất vả. Trời ơi. Máy sắt còn ở nhà ngoài đấy, lúc đấy chúng mày được cởi quần cái này. Đã đi làm lớn ra nhà mày rồi. Đợt đấy bà Nương công tâm mua đất có phải giờ mình được nhờ không? Giờ không cầm hai mấy quay đi làm. Thế á? À?